Thông tin diễn viên Đinh Dương Lan Ngọc chia sẻ có dự định sang Úc du học khiến nhiều người quan tâm những ngày vừa qua. Người hâm mộ cho rằng đây là quyết định táo bạo, song cũng ủng hộ cô làm mới bản thân sau hơn 13 năm hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, cũng có nhiều tin đồn cho rằng nữ diễn viên sang Úc để sinh con. Trên trang fanpage cá nhân, phía Đinh Dương Lan Ngọc lên tiếng phủ nhận thông tin này. Sau phim, gái già lắm chiều gửi lời cảm ơn mọi người đã động viên khi biết tin cô có ý định đi du học. Ở phần bình luận, Đinh Dương Lan Ngọc chia sẻ: "Tôi đi học ngắn hạn thôi, không lâu đâu, mỗi nơi học một ít. Không phải tôi từ bỏ sự nghiệp đâu, chỉ là dừng lại không chạy show lắc nhắc để tập trung hơn. Chứ tôi không có trốn đi để mọi người đừng đồn tội nghiệp. Có chồng là có con liền, mọi người đừng lo." Cô cũng cho biết bản thân không muốn chia sẻ quá nhiều về câu chuyện này, bởi cô cho rằng đó là việc học tập thêm của cá nhân mình. Cũng theo người đẹp Janice, cô sẽ có khóa học ngắn hạn, sau đó trở về nước làm việc. Trước đó, trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Lan Ngọc gây bất ngờ khi tiết lộ về ý định gác công việc để sang Úc du học, trau dồi bản thân. Nói về lý do, người đẹp Janice thừa nhận sau thành công của vai nương trong Cánh Đồng Bất Tận, cô thấy mình không có nhiều bứt phá sau 13 năm làm nghề.